Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài Index, tức là đánh chi mục ở trong SQL. Thế thì việc đầu tiên là chúng ta cần hiểu là tại sao cần có Index. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng là chúng ta đang có một cuốn sách dày khoảng tầm 514 trang chẳng hạn. Chúng ta đang muốn tìm cái vấn đề là, ví dụ bây giờ đây là một cuốn sách về HTML, chúng ta cần biết là các cái phần là quy định về form thì được biết ở đâu chẳng hạn. Thế nên nếu mà theo cách thông thường, không có chi mục chẳng hạn, thì đơn giản là quyển sách nếu mà không có mục lục thì các bạn phải lật từng trang một để tìm kiếm cái phần đấy. Nhưng nếu mà các bạn có mục lục, ví dụ như chẳng hạn, thì đơn giản là khi bạn vào mục lục, bạn có thể dò tìm ra các cái thành phần trỏ đến ngay trang mình cần tìm. Ví dụ như là cái phần là content này đấy. Đây chính là cái phần mục lục. Khi mà mình xem bao quát mục lục một cuốn sách này chẳng hạn, thì mình tìm kiếm cái phần mà mình cần rất là nhanh. Ví dụ đơn giản thôi, muốn tìm kiếm về HTML 5 layout này, thì chúng ta có thể đến ngay và chúng ta biết là chúng ta có thể đến trang 428 và từ đây chúng ta có thể chuyển đến trang 428 chúng ta làm. Thì đấy là tác dụng, cũng như là khi mà lưu trữ dữ liệu ở trong database thì bản thân nó cũng được lưu trữ thành các cái trang, nó cũng tương tự giống như là các cái trang sách. Đương nhiên là so sánh nó cũng khập khiễng, nhưng mà mình có thể hình dung một cách tương đối là như vậy. Dữ liệu được lưu trữ thành các cái page. Vậy thì để mà tăng tốc độ tìm kiếm và truy vấn thì người ta sẽ đưa ra cái khái niệm về index. Vậy thì khi nào chúng ta nên sử dụng index? Khi nào sử dụng index, chúng ta muốn tăng tốc độ truy vấn, muốn chúng ta dễ dàng sắp xếp hoặc là nhóm các cái nhóm dữ liệu lớn, thì chúng ta có thể sử dụng index. Nếu mà đối với những cái dữ liệu mà nó trùng lặp nhiều chẳng hạn và không sử dụng thường xuyên thì chúng ta cũng không nên duy trì index, bởi vì là việc duy trì index nó cũng sẽ tốn tài nguyên và tốn tài nguyên bao gồm là thời gian với cả các cái tài nguyên về mặt lưu trữ, thời gian xử lý cũng về mặt và các cái tài nguyên về mặt lưu trữ, dung lượng lưu trữ. Vậy thì các index về cơ bản nó được cấu trúc theo cái dạng là batches, và nó có ba thành phần cơ bản: nút gốc này, đến nút mức độ giữa, và cuối cùng là các cái nút con ở mức độ nút lá. Cái này thì các bạn có thể đọc thêm về cấu trúc batches trong sách. Vậy thì nếu mà phân loại index thì chúng ta có những cái loại gì? Phân loại index chúng ta sẽ dựa vào có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng mà ví dụ chúng ta nếu mà phân loại dựa vào thứ tự lưu trữ hay cách lưu trữ chẳng hạn, index và liên quan đến cách lưu trữ, thì chúng ta sẽ có hai loại cơ bản, đó là cluster và non-cluster. Vậy thì cluster đây tức là các cái, nếu mà một cái index được lưu trữ dưới dạng là cluster index chẳng hạn, thì cái thứ tự đánh index nó sẽ trùng với thứ tự lưu trữ vật lý. Nó tương tự như chúng ta cách đánh số trang này, nó ví dụ như là chapter 1 rồi đến chapter 2 và nó hoàn toàn theo thứ tự vật lý. Hoàn toàn thứ tự vật lý tức là trang 12 rồi sau đó đến trang 40. Không có chuyện là ví dụ trang 94 nhảy đến trên trang trước trang 10 chẳng hạn. Đấy là cách sắp xếp cái chỉ mục theo cái dạng cluster, tức là sắp xếp theo thứ tự lưu trữ vật lý. Ngoài ra, đối với một cái bảng nó chỉ có một cái cluster index thôi, một cái cluster index. Và loại thứ hai đó là nếu mà không sắp xếp theo dạng lưu trữ vật lý thì có nghĩa là gì? Ví dụ chúng ta mở cuốn sách này chẳng hạn, chúng ta có cái phần là chỉ mục, đây sắp xếp thứ tự các từ khóa dưới dạng alphabet, và các bạn có thể nhìn thấy là các cái thứ tự lưu trữ, ở đây ví dụ này ạ, trang 391 rồi đến trang 45, đây nó không theo thứ tự lưu trữ vật lý nhưng mà nó lại theo thứ tự logic, theo một thứ tự logic nào đấy. Thế thì những cái sắp xếp kiểu như này nó phục vụ cho một cái mục đích tìm kiếm nhất định nào đấy thì nó là được gọi là non cluster. Ví dụ một cái trường được gọi là địa chỉ chẳng hạn, và địa chỉ người ta thường xuyên tìm kiếm địa chỉ email chẳng hạn, trường đấy là địa chỉ email và mình cần thường xuyên tìm kiếm, thì mình cũng sẽ có thể sắp xếp để tăng tốc độ tìm kiếm, và thứ tự sắp xếp cũng có thể theo alphabet, và nó cái thứ tự sắp xếp đấy không nhất thiết là phải theo thứ tự lưu trữ vật lý. Như vậy là nếu mà đứng về góc độ là sắp xếp thì nó sẽ có hai loại index, đó là cluster index và non-cluster index. Tiếp theo, nếu mà đứng về góc độ, tức là nếu mà mình phân loại các index dưới dạng là dựa vào đặc điểm các cái cột, các cái trường, thì mình sẽ có các loại sau: Incur index, Composite, Full Text và XML. Thì Incur index tức là cái chỉ mục đánh duy nhất, đảm bảo tính nó chỉ có
ví dụ như là mình để một cột là primary keys thì nó là Inco index, hoặc là incurs thì nó để thuộc tính của cột incurs nó là Inco index. Còn một cái nữa là composite index, tức là nó kết hợp nhiều cột tạo thành một cái index thì đó là composite index. Cái nữa là full text là tìm kiếm toàn văn bản XML. Hai cái này thì ít sử dụng hơn, hai cái sử dụng nhiều hơn đó là incurs và composite. Vậy thì để mà tạo ra các cái index thì mình khi mà mình tạo ra giống như bất kỳ một cái gì trước khi tạo, chúng ta cần phải lưu ý đến các quy tắc. Thì ví dụ như các cái quy tắc này thì các bạn có thể tham khảo trong slide, có cái quy tắc rõ ràng, ví dụ như là một cái index tối đa là không có quá 16 cột. Ở đây ví dụ mình tạo một cái bảng, tạo một cái index thì nó cũng tương tự giống như là mình tạo các đối tượng khác. Nó sẽ có các lệnh là create, enter, drop. Ví dụ chúng ta có tạo table, chúng ta có create table tại database, chúng ta có create database. Để tạo cái index chúng ta sẽ có create index. Ngoài ra thì khi mà tạo thì chúng ta để ý đến tham số nữa, phim vector. Và về tí nữa thì tôi sẽ nói rõ hơn về trong cái phần ví dụ. Chúng ta sẽ quay sang cái phần ví dụ. Ví dụ chúng ta sẽ, ban đầu chúng ta đang sử dụng master. Tôi tạo một cái database là XML test. Ok, chúng ta đã có database. Sau đó chúng ta use, sử dụng cái database. Chúng ta tiếp tục tạo ra các cái bảng create table. Classes. Các cái bảng này có cái cột, cái trường, các cái ràng buộc là khóa chính. Rồi incurs, chúng ta có bảng là student. Rồi chúng ta có bảng student này. Bây giờ chúng ta sẽ thử mở cái database, đó là XML test rồi nào. Bảng class có cái cột class ID, class name. Bảng student có cột Ronald, full name, email và class name. Đây khóa chính, đây là khóa phụ. Ngoài ra chúng ta có thể tạo ra một cái index. Ví dụ cái email chúng ta thường sẽ tìm kiếm là chúng ta có thể tạo ra index create index, đây là tên cái index. Sau đó là index đặt được trên mảng gì, chúng ta sử dụng cái on, cái on student, tức là trên mảng student. Và đây là cái tên cột đánh dấu là index. Bây giờ các bạn có thể mở cái phần indexer ra. Indexes, ví dụ như khi một cột được định danh là primary keys thì mặc định nó sẽ được đánh dấu dạng là cluster index. Các bạn có thể nhìn thấy cluster index. Còn một cái cột được đánh dấu là incurs, tức là ví dụ như là class name này phải là, hoặc là ví dụ như student name này là, thì khi mà cái student name nó cũng được dạng đánh dấu là dạng index, nhưng mà cái index này là non cluster index. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh email Chris. Bây giờ chúng ta sẽ refresh lại lệnh index. Ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ tạo ra một cái email này. Có một cái index nữa, non incurs và non cluster index. Đây là các cái lệnh tạo bảng. Ví dụ tạo subject. Rồi chúng ta lại tiếp tục tạo một cluster index cho bảng subject, cho cái cột là subject ID. Tương tự, chúng ta có thể tạo một cái non cluster index cho cái cột là subject name. Cái subject ID khi mà tạo như này có nghĩa là khi mà nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự lưu trữ vật lý. Còn cái subject name này nó không theo thứ tự lưu trữ vật lý. Nó giống như vừa rồi chúng ta so sánh một cái chỉ mục được đặt tên, ví dụ như số trang là theo từng chương. Còn đây là ví dụ đặt tên theo các cái từ khóa, giống như cuốn sách vừa rồi đã nói về khái niệm cluster và non-cluster index. Ví dụ đây chúng ta tạo ra một chỉ mục duy nhất, nó một cách, các lệnh khác nhau. Đây một cái nữa, ví dụ chỉ mục này là kết hợp tên và email. Ví dụ đây chỉ mục này kết hợp hai cột tạo thành một chỉ mục, đó full name và email ở trong cái bảng student. Ví dụ mình refresh cái bảng student, chúng ta sẽ có một cái IX name và email, chính là cái này. Nó sẽ bao gồm hai cái cột, chỉ mục này được đánh dấu trên hai, được sắp xếp giữa hai cột, đó là full name và email. Khi mà chúng ta xóa chỉ mục, chúng ta sử dụng cái drops. Đây mình cũng thể tạo chỉ mục với một cái tham số là phim vector. Thì phim vector có vai trò là gì? Các bạn hãy tưởng tượng là ví dụ như chúng ta đang viết một chương sách. Sau đó chúng ta, ví dụ chúng ta đang viết chương 1 rồi chúng ta lại quay sang viết chương 2. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong tương lai chương 1 nó vẫn còn thêm các cái, vẫn sẽ còn thêm các cái mẫu chuyện và các cái mẫu văn bản tiếp theo được insert và được đưa vào trong chương 1. Vậy thì có nghĩa là gì? Tương lai nếu mà bây giờ chúng ta, nó phải có, chúng ta nghĩ rằng là tương lai thì cái chương 1 ấy nó sẽ có thêm nội dung. Do vậy là chúng ta bớt ra một khoảng trống.
khi mà chúng ta bớt một khoảng trống để chứa nội dung cho tương lai, có nghĩa là gì? Khi mà nội dung có mới và chúng ta chỉ việc để một khoảng trống mà chúng ta không phải sắp xếp lại các cái trang cũ, tức là nó sẽ không đảo lộn lại các cái email cũ. Và với cái khái niệm tương tự như vậy, chúng ta có khái niệm là fill factor. Fill factor tức là chúng ta điền đầy khoảng 60% thôi, còn lại chúng ta bỏ trống 40% để cho tương lai dữ liệu được điền vào tiếp. Và như vậy là để đảm bảo là khi mà nó có dữ liệu đưa vào trong cái phần mức cái phần lưu trữ thì nó sẽ không phải tổ chức nhiều, không phải tổ chức lại nhiều cái phần ký cây của Bluestone đấy. Cái trường hợp này tôi vừa tạo rồi, nó tiếp tục còn nữa thì nó sẽ bị lỗi bởi vì nó đã bán already. Chúng ta có thể xóa đi. Liệu mình có thể drops và có thể crease. Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm tính path index bằng on, tức là khi mà mình để path index bằng on thì dữ liệu sẽ được để chống thêm bằng mức độ lá. Đấy. Còn mình muốn xem các cái index gì mà được, mình có thể xem bằng cách là sử dụng cái công cụ, cái object explorers. Ngoài ra mình có thể sử dụng thủ tục trụ sẵn của hệ thống, đó là sbhep index, và truyền vào cái tên bảng thì mình sẽ tìm được, mình sẽ hiển thị được toàn bộ. Đây là các cái index đang có ở trên cái bảng subject. Mình có thể dịch hoặc là sqs, hai cái đều tương tự nhau. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh sửa các cái index, các bạn có thể xem đây. Và khi mà chỉnh sửa chúng ta có dùng lệnh enter. Ngoài ra thì enter nó có sẽ kèm ba cái tham số, một trong ba tham số sau: enter tên chỉ mục, on tức là trên cái bảng gì, và nó có ba tham số là rebuild, disable và reorganize. Rebuild tức là tương tự với cái mình đập ra để mình xây dựng lại toàn bộ cái cấu trúc của cái chỉ mục index. Disable tức là mình sẽ làm vô hiệu hóa cái chỉ mục ấy đi, và cuối cùng là reorganize tức là tổ chức lại, sắp xếp lại thôi, và chúng ta không phải là phá cái cũ đi mà chúng ta chỉ việc sắp xếp lại. Ví dụ nếu mà mình đây là tạo chỉ mục với nhiều cột. Ngoài ra chúng ta có thể phân tích các cái chỉ mục, ví dụ như mình có thể tạo ra các cái bảng thống kê bằng cách là tạo ra các cái statistic. Cái này thì các bạn có thể tham khảo thêm trong sách. Ok, vậy là phần chỉ mục đến đây kết thúc. Ngoài ra các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể hỏi thêm trong giờ lab. Xin cảm ơn.